kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội với mọi người của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay toàn tỉnh Hưng Yên có tới gần 25% số dân là học sinh sinh viên. Việc đẩy nhanh tỷ lệ đối tượng này tham gia bảo hiểm y tế có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Nhận thức được điều này, những năm qua Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên luôn chủ động phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo và các đơn vị địa phương không ngừng nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, đảm bảo việc khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện để nâng cao thể lực và trí tuệ cho học sinh sinh viên, góp phần phát triển một nền giáo dục toàn diện. Trong những năm qua, huyện Văn Giang luôn được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu ngành bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc triển khai thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên. Nhiều năm liền, huyện đều có 100% số học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Năm học 2021-2022 này, mặc dù mới bắt đầu học được 2 tuần, nhưng toàn huyện cũng đã có 30 trên 30 trường với trên 24.000 học sinh sinh viên đã tham gia bảo hiểm y tế. Trường Tiểu học Tân Tiến là một trong những trường triển khai bảo hiểm y tế, học sinh tham gia là 100%. Để đạt được cái tỷ lệ cao như vậy thì về phía nhà trường, chúng tôi cũng có một số những cái biện pháp triển khai đầy đủ các văn bản về bảo hiểm y tế của các cấp tới tất cả các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, tới tất cả quý bậc phụ huynh học sinh ngay đầu năm học để hiểu được rõ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Và qua đó cũng nắm rõ, hiểu rõ cái trách nhiệm của mình. Do vậy, phụ huynh học sinh ủng hộ nhiệt tình. Mỗi một năm là có từ 250 đến 300 lượt em là được hưởng cái quyền lợi bảo hiểm y tế. Và 3 năm gần đây là tổng số là nhà trường được 800 em là đã được hưởng cái quyền lợi bảo hiểm y tế. Nhằm mở rộng tỷ lệ đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, trong đó có học sinh sinh viên, để sớm hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua, ngành bảo hiểm xã hội Hưng Yên luôn tích cực phối hợp với các sở ngành liên quan các địa phương, nhất là Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc tuyên truyền, triển khai bảo hiểm y tế học sinh sinh viên. Thực hiện tốt nghị quyết số 135 ngày 8 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quyết định số 12 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trích hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước đối với học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, nâng tổng mức hỗ trợ cho đối tượng này lên 60%. Do vậy, số học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tham gia bảo hiểm y tế luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tính đến hết tháng 8 năm nay, toàn tỉnh đã có trên 247.000 học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt 99,97%, tăng gần 1% so với năm 2018. Em và gia đình em đều tham gia bảo hiểm y tế. Em thấy nó cũng rất là thiết thực vì nó giúp ích cho rất là nhiều khi em đi khám và chữa bệnh, giúp đỡ một phần nào cho gia đình em giảm bớt gánh nặng về kinh tế. Trên tinh thần cũng như mọi năm, ngay đầu tháng 8, cơ quan bảo hiểm xã hội huyện đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện triển khai về công tác bảo hiểm y tế tới toàn khối giáo dục và trên địa bàn huyện, phối hợp với các trường, trung tâm y tế là kịp thời khám chữa bệnh với các cháu khi mà yếu đau, giải quyết các chế độ cũng được rất là kịp thời. Chính vì thế mà cái sự lan tỏa về cái công tác phát triển bảo hiểm y tế học sinh này tới từng bậc phụ huynh mỗi khi đầu năm học mới triển khai là rất được các phụ huynh hưởng ứng và tham gia đầy đủ. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám chữa bệnh cho học sinh sinh viên cũng được ngành bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Sở Y tế quan tâm kịp thời. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã chi trả trên 20 tỷ đồng cho trên 10.000 lượt học sinh khám chữa bệnh. Trong đó, có hàng trăm trường hợp học sinh bị ốm đau, tai nạn, mắc bệnh hiểm nghèo và điều trị dài ngày đã được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán chi trả số tiền từ 50 triệu đồng đến trên 500 triệu đồng một trường hợp. Con tôi thì không may khi mắc cái căn bệnh hiểm nghèo này thì được bảo hiểm y tế hỗ trợ rất nhiều ạ. Mà những lần điều trị của cháu hoàn toàn lên đến những trăm triệu. Nếu mà không có bảo hiểm y tế thì đúng là nhà tôi cũng không biết xoay sở cái gì ạ. Bảo hiểm y tế học sinh là rất cần thiết cho tất cả học sinh sinh viên. Mặc dù dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, trong đó công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự phối hợp tích cực của các ngành liên quan, sự đồng thuận của các nhà trường, Bảo hiểm xã hội tỉnh quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp, nâng cao hơn nữa kết quả công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên,
phấn đấu năm học 2021-2022 này sẽ có 100% số trường và học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội với mọi người của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào chuyên mục này lần sau. Thân ái chào tạm biệt.